áo của chị Muội. Muội lấy gì ạ? Quê mà tụi nó không làm cái gì cái hồi cái hồi dạ. Quê mà đi ra rồi mà nhổ cỏ, mà cắt cỏ. Giờ đi không đi. Chị Muội đã ra. Không có nón được không? Lấy đại nón đó đi. Ủa hôm qua mới nhớ có cái nón màu hồng đi về xong để đâu rồi ta? Thôi lấy đại nón đó luôn đi. Tút mấy nón kia cho Mỹ Phượng. Mỹ Phượng kiếm. Có đem theo tiền gì không? Có đem điện thoại không? Xe coi đầy pin không, đầy điện không? Lên chị Muội ơi. Đã đó mày đóng cho. Đi đi. Thi điểm cao nha. Thi gì đáng lẽ là tiếng hồ là về đi chơi được rồi, khổ ghê à. Rồi chót. Ngồi vậy đợi anh cá ra hả? Tỉnh lên nha. Phóng lên. Rồi, phóng lên. Chị Tỉnh nhảy lên được mà. Đồ. Giờ chỉ cần nhảy lên vậy thôi là đã cao rồi á. Rồi nhảy lên Tỉnh. Ô, Tỉnh nhảy lên được kìa. Cố lên. Ca nhảy cái cây bên đây đi, Tỉnh nhảy cây bên kia coi đứa nào rớt xuống nhanh nhất. Nào đu lâu. Lẹ lên, mấy mày đếm nè, Tỉnh bên kia. Thôi, kem nó mà đu được nhiêu. 1, 2, 3. Lâu lên. Lùi ra nữa mới quẹo được. Chậm thôi để lùi vô người ta.
ngồi dưới đó cái kêu nó chạy chậm lại để nó chạy một cái dèo luôn á. Quẹo về để nó đi luôn kìa. Trời ơi. Trời sao mà đánh nhỏ đau bụng luôn hả? Nó dí thì còn bị khó. Quẹo vô đây đi, quẹo vô đây đi. Ăn đi ăn đi. Nè để xe gần một bên đi để mình nhìn một bên thôi. Mặt thấy ghét quá hả? Trai mà bữa mua 5 cái mà không quay cái miếng nào nữa rồi cha ơi. Cha nói không có đem hàng nội chứ thôi đem hàng bóc ra quay. Ủa đi chung quân. Thôi mày ăn nhiều mập á Tịnh ơi. Cá. Ăn cơm hồi chiều rồi. Ăn phụ á ơi. Tịnh ăn mập á. Tao bắt mà. Kéo khẩu trang xuống luôn đi, đang ăn mà kéo lên rồi. Dẹo đi. Là khẩu trang vô trong ấy đi. Mua lòng. Thôi còn nghĩ gì trời. Rồi ra mới mày quay coi chỗ nào. Ủa gì vậy? 60 hả? Là nó không cho con uống á. Bấm lại đi. Rồi sao tiền nó không vô luôn. Uống đâu nó chỉ cho con trai uống thôi. Mày tắm trước. Tắm nước trước. Rồi chưa người ta mua. Không có chỗ kịp mua, để cho mua gì mà. Lại cho người ta mua kìa. Đây cho người ta mua trước đi. Đây cho bạn mua trước đi. Rõ sao mà giờ máy không cho.
Tiền vô là bấm số. Đó. Rồi sao tới đó sao lấy? Không đưa tay vô lấy được á con. Đưa tay vô ấy lên là lấy được. Thôi đưa tay vô. Ủa, nó bị dướng hả? Một người đẩy cho nó cái rồi đó. Nó mập dữ lắm. Số 53. 53 hoặc 54 á. 53. Trời ơi, tiền gì mà sao nó không vô vậy? Tại anh ca mua chưa? Nó không vô kìa. Rút cho nó ăn rồi, rút ra bởi vậy nó. Rồi, bấm số 53 đi. 53 nhanh. Bấm 5. Rồi đó. Đã lấy được bánh của bạn. Coi chừng gạt tay. In the mood, fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Xe đạp điện mà. Thôi nó chạy ghê, chạy nhanh thiệt chứ. Tới đây. Nhổng mũi lên cái rồi ca. Bóp đầu rồi ca, bóp đầu ca. Tí về đi ăn tét no. Mày phồng lại nè. Chết chạy. Mày phồng về trước. Mày phồng lại chết. Ủa sao hôm nay này có cái cây không nghe tự lên. Về nha Tĩnh ơi. Thôi con xuống. Rồi, lên. Xe đó. Xa lắm á. Hấp đi bộ. Yeah.